Dạ, TV 256 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Hôm nay thì TV có một cái chương trình đặc biệt là phỏng vấn chị Trương Thị Yến nè. Chị Trương Thị Yến mà theo bản tin TV 256 đưa ra hôm qua đó là chị Trương Thị Yến đó bị bắt vào đồn công an. Thì hôm nay thì sáng ra TV nhận được cú phone của Trương Thị Yến là chị nói là chị đã được thả rồi. Chị đã được thả rồi. Thì hôm nay đó thì TV hẹn với chị Trương Thị Yến là cỡ khoảng 5-6 phút nữa. Thì chị Trương Thị Yến sẽ gọi cho TV 256. Thì qua cái livestream này thì TV 256 sẽ phỏng vấn chị Trương Thị Yến. Mong rằng quý anh chị em chờ đợi nha. Thì hiện giờ đó thì TV đang kết nối với chị Trương Thị Yến đó. Thì trước hết đó thì TV 256 muốn chia sẻ với quý anh chị em về cái một chút xíu về cái bản hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì trong đó đó thì TV thấy có hai cái điều luật rất là quan trọng mà TV cần chia sẻ với quý anh chị em, là cái điều mà thứ nhất là điều mà 25, điều 25 của bản hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, gọi là nó có cái phần mà tự do ngôn luận, rồi cái phần mà quyền biểu tình. Thì bây giờ hiện tại TV muốn đọc cho quý anh chị em điều 12 trước. Điều 12 đó là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi. Nhưng mà cái câu quan trọng mà TV muốn chia sẻ đó là tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Cái đây là cái câu mà quan trọng nhất, là tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và điều ước quốc tế. Đó là cái điều mà chính mà TV 256 muốn muốn nói với quý anh chị em. Thì chị Yến ơi, hồi nãy TV có để tên cho chị á, thì chắc chị nhận được á, thì chị gọi điện thoại cho TV rồi TV sẽ phỏng vấn chị nha. Nói thiệt TV không có chấp nhận cái bản hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một khi mà nó có điều 4 hiến pháp. Điều 4 hiến pháp nó đã làm cho người cái đảng Cộng sản đó nó đứng trên pháp luật. Nó hành xử giống như là cha mẹ của dân đó, trong khi nó chính là đầy tớ của dân. Người dân trả tiền nó, trả tiền lương cho nó để nó quản trị cái đất nước này. Mà quý anh chị em thấy đó, cái vụ ông Nguyễn Phú Trọng đó, một tháng trời không làm việc. Một tháng trời không làm việc mà không thông báo một cái chi tiết gì để cho người ta biết cái tình trạng của ông Nguyễn Phú Trọng ra sao. Họ xem thường dân đến cái mức đó. Đó là chính vì cái điều 4 hiến pháp đó, để là làm cái cơ sở để mà nó coi như là nó là cầm quyền, nó là cha mẹ của dân, nó là ông nội của dân gì đó. Chứ sự thực ra nó là đầy tớ của dân. Cái bản hiến pháp là cái bản hợp đồng giữa người dân với nhà nước. Và nhà nước đó đóng cái vai trò gọi là làm việc công bọc cho dân. Công bọc cho dân nó là thật sự là vậy. Chứ nó không phải là ông nội của dân, nó muốn làm gì nó làm. Nó không có cần xuất hiện rồi là
trong vòng 30 ngày mà nó chưa một tiền từ tiếng để mà nói với dân về cái tại sao nó vắng mặt làm việc 30 ngày mà nó không bao giờ nó nói với dân. Đó. Thì TV 256 thì có trách nhiệm lời của TV 256, nhưng mà cái đây là cuộc phỏng vấn, thì trước cái cuộc phỏng vấn thì TV muốn chia sẻ một cái số quan điểm về cái bản hiến pháp, và TV thấy những cái nhà cầm quyền như Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không có tôn trọng dân. Nếu mà đã xuất hiện rồi là 30 ngày như vậy xuất hiện mà hoàn toàn không có đá động gì với người dân hết, họ khinh thường dân đến cái mức đó. Thì chị Yến ơi, nãy giờ TV chưa có thấy chị nha, thì không biết chị có, hình như là chị chưa vào, chị có thể gọi điện thoại cho em nghe chị Yến, hay là để em gọi chị cũng được, để TV gọi nghe quý anh chị em, quý anh chị em chờ đợi cái cuộc phỏng vấn này nha. Hello. Alo, Hello chị ông Yến nghe ơi. tôi không? Chị khỏe không thưa chị Yến? Dạ khỏe. Vậy chị đang biết chị đang đang online đó, chị đang trực tiếp đó, truyền truyền hình đó. Là hiện giờ có 9 người đang đang xem chúng ta đang nói chuyện đó chị Yến. Thì chị làm ơn cho TV256 Đang và quý chờ khán thính chị giả đó. mở mà. Ờ, Khỏe chút. chị làm ơn cho quý khán thính giả biết rằng là hồi hôm qua Mở đó, hồi hôm qua đó lý do nào mà chị bị bắt gì vậy thưa chị? Cái là đang nói chuyện với chú hết, chứ chưa có trực tiếp đâu. Đang trực tiếp đó, đang trực tiếp đó, Sao không thấy hình chú gì cho mà đang trực tiếp, chị không cần phải thấy hình em đâu, em vậy thì đang hả? trực tiếp đó, người ta đang xem đó, là hiện chính người đang xem đó thưa chị à. Dạ. Thành ra đó, bây giờ chị cho quý khán thính giả biết rằng là hôm qua đó chị đi đến đâu và lúc mấy giờ ngày nào, và chị bị bắt khi nào thưa chị? Ngày hôm qua là ngày hôm qua Sáng hồi sáng này. này là bên này hồi sáng này là bên này đó khoảng 7 giờ. Bà con dân quan bên Trường Thịnh, Thủ Thiêm với quận 9 có đến nhà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cửa thì có Thì chị xin chị biết rằng là cái cuộc biểu tình của chị xảy ra vào lúc nào và có bao nhiêu người tham dự thưa chị? khoảng 50 người. Và vào lúc mấy giờ sáng thưa chị? Khoảng 7 giờ sáng bắt đầu, 7 giờ sáng 6 bắt giờ đầu. sáng là bắt đầu dân lại đó rồi. Mà lúc mà lùm xùm đó là khoảng chừng 8 giờ, 7 giờ đó, 7 giờ, 7 giờ rưỡi gì đó. 7 giờ rưỡi là tụi nó đem xe đến để mà nó bắt chị phải không thưa chị?
Dạ đúng. Mà cuộc biểu tình nó xảy ra ở ngay tư dinh của, bây giờ tôi bị quên rồi thưa chị, tư dinh của ai đó thưa chị? Ở nhà riêng của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, số nhà 23, đường Nguyễn Gia Thiều, ở Hà Nội. Dạ. Thì theo anh thấy thì chị biểu tình đúng theo cái điều 25 của bản hiến pháp là người dân có quyền tự do biểu tình, tự do ngôn luận, tự do biểu tình. Họ lấy cái lý do gì mà họ bắt chị trong khi chị thực hiện cái quyền của hiến pháp thưa chị? Tại Chị vì tôi dân băng rôn mà băng rôn nó là văn bản 7723 mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo về thành phố Hồ Chí Minh theo văn bản 7723 mà ngày 15 tây tháng 8 2018 là hồi năm ngoái lận năm rồi lận vậy mà gửi về thành phố không thi hành, không giải quyết, không đối thoại với người dân, không mời dân đến mà làm thinh, mà dân tôi có đi đi đến chỗ 86 Lê Thánh Tôn biểu tình, nhưng mà Nguyễn Thành Phong không thi hành, rồi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình không nói năng gì hết. Thì năm nay tới bây giờ là 9 tháng rồi, 9 tháng 9 tháng mấy rồi tôi mới đến đây. Tôi ra Hà Nội ngày Chủ nhật, tối Chủ nhật, sáng tối thứ hai tôi có lại nhà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Tôi cũng nhắc nhở cho Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biết là tôi đang ra Hà Nội yêu cầu Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải thực hiện theo văn bản 7723 của văn phòng chính phủ mà đã gửi vào mà Nguyễn Thành Phong ở thành phố không thi hành. Vậy mà bà con chúng tôi đang đứng ở ngoài thì bữa tối không sao, qua sáng lại là thứ thứ ba là hồi sáng này thì bà con tôi cũng lại y như cũ, cũng nhắc nhở cho bác Bình, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biết là dân của chúng tôi từ Nam ra Bắc sống một đời sống rất là khổ sở, phải tiền dai bạc hỏi mới đi đến đây. Thì nhắc nhở Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là phải làm một cách triệt để, phải thu hồi đất công ty Trần Thịnh để trả lại quyền lợi cho bà con chúng tôi. Bà con Trường Thịnh chúng tôi và đô thị mới Thủ Thiêm và quận 9 thì tổng cộng hai bên ba bên là khoảng chừng 50 người. Vậy mà các anh em công an lực lượng bảo vệ quá trời đông luôn, công an hình sự nó mới bảo vệ quá trời đông luôn, thì lại kêu cuốn băng rôn. Thì đằng này dân chúng tôi đang cuốn rồi, năm sáu chú chạy lại giật cái tấm băng rôn của tôi, tôi nhào lại cũng phải là nói xô xát chạy chỗ luôn, rồi lại đẩy dân chúng tôi lên xe. Thì lên xe chỉ có ba người thôi, tôi là một, chứ bà Ngô Thị Quyến cũng trong dân quan của tôi, với bà Trần Thị Sinh, Quỳnh Thị Sinh cũng là tỉnh Đắk Lắk. Rồi bà này là tôi chỉ mới biết hồi sáng này thôi chứ không phải là bà con dòng họ gì. Vậy mà ba người lên trển, những anh em công an lực lượng hình sự cứ ngỡ chúng tôi là một tội phạm. Tôi rất tiếc là tại sao Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, mình là Phó Thủ tướng, mình từng xuống đường biểu tình về rượu bia thì dân chúng tôi mất đất mất nhà, chúng tôi cũng có quyền đi đòi tài sản của chúng tôi chứ đâu, chúng tôi đâu là phải phải tội phạm đâu, mà phải đưa tôi lên xe buýt, bà con tôi lên xe buýt rồi đi thật là xa mà tôi không biết cái phường phường quận quận gì quận
quận Long Biên ở xa lắm, mà khi tôi về phải mất tới 290.000 tiền xe taxi, tại tôi không biết đường đi. Đó là vô trong đó mấy cô công an nữ bắt ba người chúng tôi phải lột đồ ra hết, lột đồ dài ra, chỉ mặc áo ngực và quần xì, không biết xét xét xì ke ma tí là cái gì, hay là tụi chúng tôi tội phạm gì mà lại có những cử chỉ hành động đó. Tôi thấy vô lý, bất hợp pháp, không đúng pháp luật. Nếu mà ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ổng là một vị Phó Thủ tướng, cũng là một vị cao cấp ở Trung ương, ổng không nên cho những anh em công an hình sự đối xử với người dân quan như vậy. Mà ổng phải ôn tồn đến, phải thăm viếng những người dân quan, hay là ổng làm thinh đi, ổng kêu những anh em lực lượng phải bảo vệ người dân cho nó đúng pháp luật. Chứ đâu có luật pháp nào mà đi đàn áp dân quan, cưỡng chế dân quan. Phải lên xe buýt mà lên bốn cái thằng hình sự nó lên nó hỏi bà biết sợ chưa, Ba biết sợ bà có cần năn nỉ tôi hay không, chưa? Về. tao tội gì phải sợ. Tôi trả lời với tôi nói là tao tội gì tao phải sợ, tao tội gì tao phải năn nỉ tôi vậy. Có phải cái tội tao là tội bị ăn cướp nhà không? Nếu mà có Trương Hòa Bình nói bà là mất nhà bị cướp, bà là một cái tội, cho thuê cho tôi một cái giấy đi, tôi sẵn sàng đưa hai tay cho lính không cho Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chồng tôi để hầm tội. Nhưng mà tôi hỏi tao tội gì, mày đưa giấy tờ ra đi, khép tao về tội gì, tao sẽ đưa hai tay cho mày cầm, mày muốn tự bắn cũng được. Rồi trước khi lên xe buýt tôi có tuyên bố với bốn chú công an hình sự đó là như thế này: tôi là một người công dân ở Hoa Kỳ đi về, trước khi tôi về Việt Nam, Việt kiều thường thường về 6 tháng, nhưng mà chuyến này tôi về ông Trump cho tôi đi 1 năm để đòi tài sản. Nhưng mà nếu mấy chú đưa tôi vào, đưa đi đâu, làm chuyện gì phải thông báo cho tôi biết, thằng tôi báo về bên Hoa Kỳ cho những người thân tôi và những người bạn biết. Mà ở đại tòa đại sứ Hà Nội để bảo lãnh tôi ra, tại vì từ ở tôi ở Việt Nam thì tôi có một cái thông điệp ở ở Hoa Kỳ gửi về cho tòa đại sứ Việt Nam, dòm chừng giùm tôi, lỡ tôi có chuyện gì nhờ người đó bảo lãnh ra giùm. Thì trước khi tôi ra Hà Nội tôi cũng nhờ người có một cái thông điệp về tòa đại sứ ở Hà Nội, thì đưa tôi đến đâu, chỗ trạm nào hay là công an chỗ nào cho tôi biết cái địa điểm để tôi gọi người tôi bảo lãnh cho tôi. Thì các chú đó nó trả lời là bà không cần biết, bà cứ im cái mồm bà lại đi, bà đi theo tôi, bà biết sợ tôi chưa. Cái những lời hăm dọa của bốn chú đó quá khiếp đảm, không ngờ một cái những người dân quan mất đất mất nhà đau thương khốn khổ như dân chúng tôi đi đòi tài sản, đi nhắc nhở ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sớm giải quyết cho dân chúng tôi đi, để tôi còn trở về Hoa Kỳ tôi sống một đời sống ổn định, ăn hưởng cái tuổi già, cho những đứa con đứa cháu tôi đây có một cái nhà để ổn định tôi mới yên tâm tôi đi. Còn lần này con cháu tôi đây ở nhà quê nhà mướn đối tác khổ sở, tôi qua bển tôi có yên tâm hay không? Mà khi tôi về đây tôi làm đúng theo pháp luật mà chính quyền lại đàn áp
làm sai pháp luật, chính quyền mà lại đàn áp người dân quan, cái lực nhân quyền của người dân đâu đâu, hiến pháp điều 25 đâu, hiến pháp điều 25 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở đâu? Dân mất đất có quyền dân ăn đòn, dân mất đất có quyền đòi hỏi những gì mà dân người dân muốn nói. Người dân là phải tự do dân chủ, người dân là phải có quyền nói những cái gì mà quan thức mà suốt 16 năm nay tôi thành em, mà bây giờ tôi đã mất nhà mất đất gia đình bị tản, thì bây giờ một là trả đất cho tôi, hai là bắn tôi đi. Tôi vừa nói ở thành phố Hồ Chí Minh sống á, con người ta sống phải có nhà tháp, phải có cái mồ, đất của người ta phải trả lại cho người ta, đất của dân chúng tôi phường Bình An, khu phố 3, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh là đất một cái phường cùng 4 hecta 3 của đô thị mới Thủ Thiêm, và đất tôi, đất dân tư, đất ngoài ranh chính quyền không được quyền lấy, mà đời Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Đua đã cướp đất dân chúng tôi là trái pháp luật rồi. Từ ngày cướp đất của dân chúng tôi tới giờ gia đình tôi ly tán, cái bằng sống rất là lầm than khổ khổ. Thưa chị, gia đình tôi, thưa chị, tôi nói đi. Ở chỗ mà công an giam giữ chị đó thì họ đã làm gì chị, thưa chị? Họ có bắt buộc chị phải làm những điều gì không? Và họ cho tịch thu cái số... Thì mới ban đầu vô thì nó dẫn ha. Lấy điện thoại để trên bàn, đồ moi ra hết, trong giỏ moi ra hết, thì tất cả đều moi ra hết, bắt vô nhà tắm, cởi đồ ra, còn mặc áo ngực với quần tì. Trời ơi, trời. Đó. Còn hơn cả cái gì đó có đúng hợp pháp hay không? Cái đó tôi nhắn gửi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông cho 4 người lính của ông dẫn lại cái quận Kim Biên, Long Biên thật là xa. Tôi ở Hà Nội này tôi không rành, tôi không biết, lúc đó tôi mờ mà tôi không biết chở tôi về đâu. Tôi cứ ngỡ là đem tôi đi xử bắn là thủ tiêu tôi không à. Tôi hồi sáng tôi cứ nghĩ như vậy không. Điện thoại thì không cho gọi, điện thoại thì quản lý, cái gì cũng không cho được. Làm sao mình liên lạc với người nhà mình được? Lỡ mình mất tích là bị ai ám sát rồi, con tôi nó biết xác tôi ở đâu mà đi tìm. Họ giữ... Ông Phó Thủ tướng, chú nói đi. Cái quan trọng là em muốn biết là họ giữ điện thoại của chị là trong bao lâu mà chị không có dùng cái điện thoại đó được đó. Tại vì nếu mà thời gian mà họ giữ lâu đó thì họ có thể họ coi tất cả những cái gì mà bí mật về đời tư của chị, thì chị nghĩ sao thưa chị? Không, đó là sự thật là không. Muốn cào giữ cái điện thoại của tôi phải để trên bàn, chính mắt tôi phải dòm nó. Tôi không cho cầm điện thoại tôi đi đâu hết. Cô công an nó kêu tôi xóa, tôi nói tôi quê lắm, tôi biết gọi và nghe, tôi mới xóa. Cô đó nói để cô đó xóa rồi cho tôi. Tôi nói là những cái gì của tôi cô không được quyền động đến, cô không được quyền xóa. Cô biết hồi sáng thì cô giữ tôi là cô trái luật nhiều lắm không hả? Trái luật rất là trầm trọng không, mà tôi cũng phải ráng làm thinh, làm một cái biên bản người bắt tôi từ đất tới không được quyền lợi nhà của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nữa, chỗ số 23 Nguyễn Gia Thiều. Tôi nói thưa chị nếu mà không được quyền lợi nhà ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Nguyễn Gia Thiều thì tôi có thể lợi cơ quan làm việc của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình để tôi kêu gọi, để tôi nhắc nhở. Chứ bây giờ đất thì người ta thì không nhà người ta không trả, mà đòi dồn cho tôi, gia đình tôi vào cái mức đường cùng. Tôi nói với bà già xưa nói, tức nước phải dở bờ. Một khi là tôi đã tức lên rồi, mấy ông có cầm súng trước mặt tôi cũng chưa sợ đâu.
Hồi đó giờ tôi hay nói sự thật, tôi ưa nói những cái chuyện bất bình mà những cái chuyện gì chính quyền đã làm khó người dân. Ngày tôi cũng nhượng cho mấy ông một bước đó. Thì tôi yêu cầu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, hồi sáng này cái chuyện lùm xùm của tôi đó, những cái clip tôi quay đó là cả quốc tế đều biết. Ngày hôm nay đây là cái đài tiếng nói Hoa Kỳ về, gọi về tôi, có gọi tôi trình bày cho họ đơn giản, họ đang phỏng vấn tôi đó, mà bữa nay đang quay trực tiếp đó. Tôi kính thưa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kính thưa ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, những các việc mà các vị làm với những người dân quan của chúng tôi có đúng hay sai, luật nhân quyền của dân chúng tôi ở đâu? Mất đất mất nhà, bị cướp đất cướp nhà, đi đòi không được quyền nói, không được quyền ra được ra đường, cái gì cũng bị đàn áp, cái gì cũng bị khống chế. Vậy là dân là chủ, dân là gốc, chủ chỗ nào, gốc chỗ nào, dân nước mới mạnh, nhà của dân, đất của dân, cướp đất cướp nhà của dân, đưa dân chúng tôi vào cái mức đường cùng, phải đi xin ăn, phải lầm than khổ sở mà từ Nam ra Bắc, phải khốn khổ lầm than. Cái gì, cái gọi là dân giàu nước mạnh đó hả? Dân chủ công bằng văn minh đó hả? Có là không? Tôi hỏi từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, dân giàu nước mạnh, văn minh, công bằng, dân chủ là ở đây đó hả? Tôi cũng xin thưa các vị, yêu cầu các vị phải quay đầu là bờ, phải sửa một cái nền móng kỹ cương mình và trả quyền lợi cho những người dân quan để lấy lợi niềm tin của nhân dân. Thưa chị, họ đã bắt chị ký bao nhiêu tờ giấy gì chị? Họ bắt chị ký không đến nhà ông Trương Hòa Bình, ngoài ra còn có thêm chuyện gì nữa không thưa chị? Không, bắt tôi phải làm tờ cam kết, mấy ông viết, mấy ông viết mà kêu tôi ký thì tôi có coi, thì tôi nói cái này là tôi chỉ đến nhắc nhở không có Thủ tướng Trương Hòa Bình thôi. Nhưng mà ngày hôm qua đó là tôi có gửi đơn ở trong số 1 Ngô Thị Nhậm, nhưng mà ngày hôm nay á là có một cái là kêu mời, nhưng mà mấy giữ tôi hồi sáng giờ lùm xùm, tôi không có đi họp được. Nhưng mà tôi về á là tôi đã bệnh rồi, thành ra chiều nay tôi không đi họp luôn, không biết ngày mai tôi có đi nổi hay không. Tôi về tôi nhức đầu, tôi bị tụt huyết áp rồi. Em thấy lầm chỗ từ sáng tới giờ. Em thấy sự việc rất là vô lý, là vì chị biểu tình mà rất là ôn hòa, chỉ dùng cái tiếng nói của mình thôi thì không có lý do gì mà họ bắt chị được hết. Chị không có vi phạm luật pháp gì hết á. Trong khi những người mà công an bắt chị đó, họ mới vi phạm luật pháp. Người công an của ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mới là vi phạm luật pháp. Họ bắt người một cách vô lý như vậy, họ vi phạm vào cái điều 25 hiến pháp, tự nhiên, họ rất là tự nhiên vi phạm. Rồi họ còn chở chị đi đến thật là xa để mà chị phải tốn tiền taxi, mà chị nói là cỡ khoảng 900 ngàn phải không thưa chị? 290 ngàn. Ồ, 290 ngàn. Ừ. Một cái gì mà hành xử mà kỳ quái vậy? Rồi bắt trong đồn gì? Bắt trong đồn công an trung ương này. Lực pháp thì mấy ông không đi hành, hiến pháp
thì không thực hiện. Nhưng mà mày không chơi cái lực của gì mà dân quan chúng tôi không hiểu. Biết lực rung nó là gì tôi không biết. Nhưng mà tôi đã nói rồi, cái chuyện dân quan Trường Thịnh của chúng tôi sáng như ban ngày, câu chuyện đã rõ ràng rồi ha. Thanh tra toàn diện đã thanh tra rồi, mà kết luận ở Trung ương gửi về văn bản 7723 yêu Thành Thông phải giải quyết, thì Thành Thông không giải quyết, chủ tịch thành phố không giải quyết, thì chính là ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải xử lý chủ tịch thành phố như thế nào ha. Cái chuyện của chúng tôi là nhỏ trong lòng của bàn tay của các vị, mà các vị hả không nghĩ đến người dân, chỉ đến nghĩ đến bản thân và lợi ích nhóm thôi. Thưa chị, nếu mà ông Trương Hòa Bình ông cố tình xử lý về dân quan Trường Thịnh này rất là dễ dàng, đất của dân chúng tôi còn trống một cỏ một quan, thu hồi đất của dân chúng tôi là trái pháp luật rồi à. Để đó làm chi? Để mà dân chúng tôi phải ở nhà thuê nhà mướn, ở đầu đường xó chợ, phải đi ăn xin. Cái hoàn cảnh này là ông Trương Hòa Bình nắm rất rõ về bộ hồ sơ của dân quan Trường Thịnh chúng tôi. Vậy mà ổng chỉ đạo cho Nguyễn Thành Phong chủ tịch thành phố không thi hành, rồi ổng vẫn làm ngơ. Mà lắng lẽ tôi ra đến đây tôi nhắc cái vụ văn bản 7723 đã cách đây 9 tháng rồi, thì ổng phải giúp mình là phải giải quyết cho bà Trương Yến này nha. Bà đi định cư Hoa Kỳ, tội nghiệp bà, con cháu bà đang tối khổ. Thì con người phải, nếu là một lãnh đạo phải có cái tâm, một cái đức, một cái tài để an dân trị nước. Chứ là một lãnh đạo mà vô tâm, vô cảm, máu lạnh, làm sao người dân đặt cái niềm tin vào lãnh đạo đó được. Thưa chị Yến, trước khi mấy ông lên làm việc, mấy ông nói sống vì dân vì nước. Nhưng mà rõ ràng bây giờ tôi thấy các vị, từ thủ tướng, chủ tịch nước, tất cả ở Trung ương sống vì ai? Cô Thị Mới Thủ Thiêm và Trường Thịnh bao nhiêu năm trời giải quyết được cho người nào chưa? Chưa bao giờ có. Còn cái chuyện của chúng tôi đã định cư rồi thì giải quyết cho thằng mình tôi đi. Bên Trường Thịnh quá nhỏ, bên Thủ Thiêm thì bao la, giải quyết cho tôi đi thì tôi không còn tiếng nói của tôi nữa. Nhưng mà chủ tịch bí thư thành ủy Nguyễn Thiên Nhân ổng hứa với bộ chính trị trung ương là thành phố Hồ Chí Minh không còn dân biểu tình. Nhưng mà tôi là hứa với Nguyễn Thiện Nhân và thành phố, ngày nào không giải quyết cho tôi vẫn biểu tình. Tôi sẽ làm tới bến tới bờ, tôi sẽ đến tòa đại sứ quán ở thành phố Hồ Chí Minh lên dựng, tôi sẽ làm hoài hoài, rồi cho quốc tế cộng đồng Hoa Kỳ nhìn vô nước Việt Nam mình đối xử với những người dân quan như thế nào. Tại sao Lê Thanh Hải, Tất Thành Cam là một cái tội đồ hút báo bao nhiêu ngàn người dân, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu người chết chóc đau thương, mà tại sao sao không xử lý nó, không vô nó vào dòng mà dành móng nữa. Mà tối ngày cứ nghe ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thấy kỷ luật cái gì, một người dân bắt một con gà bỏ bao nhiêu năm tù, một lãnh đạo cướp bao nhiêu ngàn mà mét đất, bao nhiêu ngàn mẫu đất, mà bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ Kim phớt lờ trên mồi mắt bên phơi góc vàng. Tôi hỏi từ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trần Quỳnh, có đúng luật pháp hay không, có đúng hiến pháp hay không, hiến pháp của ông mấy cái ông tử mấy cái vụ đó điều mấy phản mấy, mấy ông trả lời đi. Tôi điều một đến điều 100 mấy tôi đều học thuộc lòng, mấy ông muốn điều nào phản nào luật nào tôi đều biết rõ, từ điều 1, chương 1 đến 100 mấy, mấy chị ông Yến không có sử dụng một cái điều nào hết, mà mấy ông xử theo cái cảm nghĩ, cái lợi ích. Ngày hôm nay tôi bị bắt như vậy, vô cớ như vậy, tôi tức lắm,
người trái pháp luật, không có điều nào khoản nào hết mà tính trù dập tôi. Nhưng mà các chị sai lầm rồi, các chị biết tôi là ai không? Tôi đã liều rồi, mất nhà mất đất, bây giờ tôi chỉ cần mất mạng là thôi. Chị Yến ơi, nhắn cho ông, các chị trung ương vậy đó. Chị Yến ơi, em có một cái câu hỏi đặc biệt dành cho chị ha, là chị biết rằng chị có cái quyền biểu tình theo điều 25 hiến pháp, mà chị lấy cái lý do gì để mà chị ký vào cái văn bản gọi là sẽ không biểu tình trước nhà của ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thưa chị? Câu hỏi gắt à nha. Chú hỏi gắt, tôi sẽ trả lời. Bây giờ cứ vào thế kẹt, bây giờ mới ban đầu là có ba thằng công an, một hồi là mười mấy á, hai chục thằng, có một mình tôi, chú phải làm sao? Tống vào hoàn cảnh chú phải làm sao? Nó không cho ra, nó không cho tôi ra khỏi đó, chú phải làm sao? Cái đây là nó ép tôi, nó bắt buộc tôi phải ký như vậy. Thì chị phải ký. Rồi nhưng mà lúc phải... đó tôi đã mệt rồi, vừa đói vừa mệt, tại vì là 5 giờ sáng là bắt đầu, 5 giờ rưỡi sáng là bắt đầu đi rồi, là vừa đói vừa mệt mà vừa run vừa khát nước, mà nó đem đồ ăn tôi cũng không dám ăn, mà đem thức uống tôi cũng không dám uống, không biết trong đó có độc rượu hay không. Là nó bắt giam giữ chị đến mấy giờ rồi nó mới thả thôi chị? Đến mấy giờ nó mới thả chị? Từ trên xe 7 giờ rưỡi, 7 giờ rưỡi ở nhà ông Trương Hòa Bình, trở lại đó 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, cũng như là 4 tiếng rưỡi á. 4 tiếng rưỡi. Rồi bây giờ đó, sau khi mà chị ký cái cam kết đó là không biểu tình trước nhà ông Trương Hòa Bình vậy, rồi bây giờ những ngày sắp tới chị có nghĩ rằng là chị tham gia vào những cuộc biểu tình khác nữa không thưa chị? Chị có chứ. Tôi đã tuyên thệ rồi, không trả nhà trả đất tôi, còn một hơi thở cuối cùng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Nếu không cho lợi nhà ông Trương Hòa Bình, tôi đến cơ quan ông Trương Hòa Bình, tôi đến cơ quan của Nguyễn Xuân Phúc, tôi đến cơ quan của Nguyễn Phú Trọng. Chừng nào mấy ông chịu trả đất cho tôi thôi, tôi hứa. Còn bằng không trả đất trả nhà, cách súng mắng tôi đi. Tại vì con cháu tôi không nhà không cửa, ở nhà mướn khổ quá rồi, tối quá khổ quá à. Làm mẹ làm bà như tôi mà tôi không có cái quyền gì để lo cho con cháu tôi thì tôi rất là tức. Chứ bản thân tôi thì định tư ở ngoài là ông Trung lo đời sống được ổn định rồi, bắt buộc gì tôi phải về đây, bắt buộc gì tôi phải ra đường, mà tôi phải la lối như vậy. Chị Yến cho yêu cầu tốt vậy. Chính quyền ở Trung ương này đã làm sai 100% với dân quan rồi, cá nhân tôi và biết bao nhiêu ngàn người ở ba miền từ Nam ra Bắc và miền Tây đủ thứ hết, ba miền quá trời những người bà già khốn khổ. Chị Yến ơi, chị có thấy rằng là vừa rồi đó ở Việt Nam đó, giá xăng tăng, giá điện tăng, giá nước tăng, chị thấy chị có phải là một dân oan về cái vấn đề tăng giá không thưa chị? Tôi thấy cái đó là tăng thì tôi rất là bức xúc, tại vì những người dân oan nghèo và những người dân công nhân và nông dân, à ví dụ xăng một năm tăng 3 lần, còn nước thì tăng gấp đôi, điện tăng gấp đôi, còn nước thì cũng có lên. Nhưng mà tôi thấy cái đó là cái đó là bất hợp pháp rồi. Chẳng hạn như bên Đài Loan, bên Thái Lan, chính quyền chính phủ thấy những người dân nghèo, trời nóng bức này, người ta phải hạ giá xăng. Chỉ nói hai cái nước lân cận gần nhất thôi. Còn những cái nước xa như nước Mỹ, nước Úc, nước Anh là tôi không nói. Tại vì những nước ở Hoa Kỳ, người ta sống lo cho đời sống người dân của người ta rất là ổn định. Nhưng mà tôi không biết mấy ông Việt Nam mình có thương dân thật sự hay không. Tăng giá điện, giá xăng, giá nước như vậy làm sao dân sống nổi.
Tôi rất là đau buồn, nhưng mà lực bất tòng tâm. Tôi là một người dân, một bà già vừa nghèo vừa khổ vừa bị mất nhà đau thương, tiếng nói tôi không có nghĩa lý gì hết. May mà tôi chưa nói tới tiếng gì hết, tôi chỉ đi đòi đất từ nhà thôi, tôi còn bị bắt ngày hôm nay vô tù đó, thấy là trái pháp luật rồi. Cái luật pháp ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Việt Nam mình không còn nữa. Tôi rất buồn, tại sao các ông ở lãnh đạo trung ương không phải tôn trọng những người dân, phải nghe lắng nghe những ý kiến của người những người dân, và phải làm cho một cái đất nước mình dân giàu nước mới mạnh, nó có sự công bằng, văn minh, dân chủ. Còn hằng ngày những người dân như chúng tôi, dân quan, nông dân, công dân gì đều bị đàn áp, bị kìm kẹp trong cái sự khống khống khổ của người dân. Dân chúng tôi có miệng mà nói không lên lời, người nào nói sự thật thì người đó chết đó, người nào nói sự thật thì người đó vô tù đó đó. Có đúng hay sai? Thưa chị có biết rằng là cùng cùng một ngày đó là có một nhóm nhân dân oan là cỡ khoảng 30 người ở cũng ở miền Nam đi ra ngoài Bắc, là họ cũng biểu tình đòi đất giống như chị, và trong đó có họ họ xuống đường và họ ngăn cản cái sự đi lại của lưu thông nữa, cản trở cái sự lưu thông nữa, để mà họ cho người dân chú ý đến cái nỗi oan ức của họ, và có cái những cái sự xô xát nhẹ nữa, là có À, sự đúng xô xát. rồi, biết. Tại vì cái đám đó là đám bên quận 12, người ta ở đây cũng lâu rồi, cũng là biết bao nhiêu năm rồi, người ta cũng bị biết bao nhiêu văn bản, bao nhiêu cái chỉ đạo. Nhưng mà những cái chỉ đạo văn bản ở trung ương này là các địa phương coi là cái mọc đó mọc giả, thành ra ở địa phương không có xài cái mọc ở trung ương nữa. Nhưng mà chính bản thân tôi có một cái văn bản 7723, nhưng mà chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói là mọc giả, Nguyễn Thành Phong không thi hành. Thì những cái bên bên ở quận 12 cũng vậy thôi đó. Tôi đang ở chung với cái đám dân quận 12, cái với những người dân mà hồi sáng chú đang nói 30 người mà chặn xe đó, tại vì người ta đã quất khúc quá trời rồi, người ta không biết làm sao, cái người ta muốn nói lên tiếng nói là sẽ bị bắt. Bây giờ người ta chặn đầu xe lại để người ta tỏ ý là cái sinh mạng người người ta không gìn giữ được, Mà chị mày không trả thấy đất tao thì mày giết tao đi, ý họ muốn nói như vậy đó. vi phạm cái điều mà làm cản trở lưu thông đó đó, với cái vi phạm hiến pháp, vi phạm cái hiến pháp điều 25 đó, là cái nào nặng hơn thưa chị? Chú nói sao? Khi mà chị vi phạm á, cản trở lưu thông là chị vi phạm luật pháp rồi, nhưng mà cái mà vi phạm hiến pháp đó, chị thấy cái nào quan trọng hơn, cái nào cần quan tâm hơn? Trận dân trận đầu xe đó hả? Dân chặn đầu xe với cán bộ mà vi phạm cái hiến pháp điều 25 mà bắt bớ dân khi dân biểu tình đó. Khi mà cán bộ công an mà bắt bớ dân khi dân biểu tình là cán bộ đã vi phạm vào cái điều hiến pháp 25. Thì em nói là cái vi phạm hiến pháp 25 với cái vi phạm luật giao thông đó, cái nào nặng hơn? Cái nào cần phải phạt nặng hơn? Là cái ý em muốn nói là phải phạt nặng cái thằng công an. Cái thằng Thì công an nó đó, vi phạm cái luật, cái hiến pháp nó ghê gớm hơn là người dân vi phạm lưu thông. Người dân vi phạm lưu thông vì người ta rồi quá nghe, nếu là một ông cán bộ lãnh bức đạo trung ương chẳng hạn như ông Trọng, ông Phúc, ông Bình, là lính của ông á, ông phải dạy dỗ cho đàng hoàng, phải tôn trọng người dân ha, chứ không phải được được điều quyền được đàn áp người dân. Nhưng mà khi mà đã đàn áp người dân, người ta nắm người có tóc chứ không ai nắm kẻ sờ đầu, người ta không nói rằng công an hình sự mà người ta chỉ thẳng vô ông phó thủ tướng Chu Hòa Bình
ông thúi lớn ông như vậy đó hả? Chứ đâu có nói là công an hình sự đâu, tức quá là nóng mà la nó chút xíu thôi. Nhưng mà trách nhiệm của phó thủ tướng Trương Hòa Bình đối xử với người người dân quan vậy đó có đúng hay sai? Tôi cũng xin thưa với ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình, ngày nào ông giải quyết cho bà Trương Thị Yến thì bà không xuống đường, bà không quậy nữa. Còn ngày nào mà ông để không giải quyết, tôi cứ quậy, tôi đòi tài sản, đúng không? Tôi quậy cái gì? Tôi đi đòi tài sản, tôi nhắc nhở ông mà bộ hồ sơ vụ dân quan Trường Thịnh phó thủ tướng Trương Bình nắm rất là rõ, tại sao ông không đi thẳng vào thành phố Hồ Chí Minh, về quận 2, phường Bình An, khu phố 3, giải quyết thu hồi đất công ty Trường Thịnh, một cái dự án của tư nhân, đất thì đất dân cư, thu hồi đất của dân, giao cho công ty tư nhân phân lô bán nền lợi ích nhóm. Vậy mà bây giờ đất trống bỏ mặt quan để người dân chúng tôi phải lầm than khốn khổ, cái luật pháp ở đâu, công lý chỗ nào? Tôi đã xin ông, kêu của ông nhiều lần rồi, nhưng mà ông hồi đó giờ ông hình như là một năm tôi ra đây 2-3 lần, một lần trong vòng 3 tháng, ông coi nhiều người dân chúng tôi là khỏi ra. Hay kỳ này tối hôm qua tôi mới nói về luật nhân quyền, về hiến pháp điều 25, những cái hiến pháp điều 25, những người mất đất mất nhà có quyền dân măng rôn, có quyền tự chủ, có quyền nói lên những cái phần nói của mình, mà chính quyền chỉ lắng nghe chứ không được quyền cưỡng bức người dân, đó là đúng rồi, theo luật pháp điều 25 đó. Chú muốn nói gì nói đi. TV256 muốn chia sẻ đôi điều với những anh công an, những anh công an mà bắt người lên xe, rồi những anh công an mà thẩm vấn bà Trương Thị Yến và cùng với hai người dân oan khác nữa. TV nói các anh đó, các anh đã làm vi phạm hiến pháp, các anh hành xử vi phạm hiến pháp đó là một cái điều sai trái. Các anh biết là các anh là đại diện cho hành pháp, các anh phải thi hành đúng luật pháp thì người dân mới nể các anh. Các anh làm chuyện đó là TV nói thẳng là cái chuyện tồi bại, cái chuyện không nên làm. Thứ nhất là các anh bắt người ta lên xe, rồi các anh chở đi thật là xa để người ta tốn tiền taxi mà lên tới 290.000, là cỡ khoảng chắc là 14 15 đô la. Đâu phải là số tiền nhỏ đâu, đối với một người dân oan phải nghèo khổ như vậy. Các anh vi phạm hiến pháp, cái tội nặng lắm thưa các anh. Thì các anh đừng có bảo rằng là tại sao người dân gọi là vi phạm luật dục luật giao thông. Luật giao thông TV thấy nó nhỏ lắm. Người ta muốn kêu cứu, muốn mọi người phải biết, muốn toàn dân phải biết, người ta chặn xe lại, đó là cái việc vi phạm nhỏ thôi thưa anh, chứ nó không có phải đáng đâu. Cái việc mà vi phạm hiến pháp mới là cái việc lớn, phải không? Các anh vi phạm hiến pháp thì đừng trách là người dân người vi phạm luật giao thông. Luật giao thông chẳng có nghĩa lý gì hết á. Và TV theo những cái sự mà diễn tiến của những cuộc biểu tình đó thì TV thấy đó, sắp tới đó TV có thể đoán trước được là người dân sẽ chặn xe đó để mà biểu tình, để nói lên những cái oan ức của họ, tại vì họ quá tức rồi, họ quá tức giận rồi, không? Mà nhiều người hành xử cái chặn xe được các anh không cản được đâu, hiểu không? Họ thà họ vi phạm luật pháp nhỏ nhỏ gì đó nhưng mà nó đỡ hơn cái người mà đại diện, gọi là đại diện cho pháp luật như các anh đó mà lại vi phạm vào hiến pháp. Hiến pháp có quyền gọi là cái quyền gọi là biểu tình, đó là điều 25. Và điều 25 đó nói là theo theo luật pháp, đúng không? Điều 55 là biểu tình theo quy định của pháp luật, nhưng mà các anh chưa có quy định nào hết đó, thì người dân
phải được sử dụng cái quyền đó. Các anh đặt ra quy định đi. Quy định của các anh mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi, cái bản hiến pháp từ năm 1992 tới bây giờ. Trước đó nữa, người dân cũng chưa có luật biểu tình nữa. Các anh chưa có quy định về biểu tình thì người dân có quyền biểu tình. Các anh nên nhớ gì đó. Tại vì bản hiến pháp là cái điều luật cơ bản nhất của người dân. Khi người dân có cái quyền cơ bản đó là người dân sử dụng quyền cơ bản đó. Còn cái chuyện luật là cái chuyện mà chuyện của anh. Cái chuyện mà quy định thế. Xin lỗi. Cái chuyện mà quy định theo cái pháp luật đó là cái chuyện quy định của anh. Các anh không làm ra luật biểu tình không có nghĩa là người dân không có quyền biểu tình. Các anh đừng có làm những cái chuyện mà thô bỉ như vậy. Nói thẳng ra là người dân có quyền biểu tình. Ở đây thì vì muốn nhấn mạnh cái quyền biểu tình để cho toàn dân biết rõ mình có cái quyền biểu tình. Chứ TV không có ngần ngại cái vấn đề mà phải nói chuyển ra là phải xuống đường, đừng có nói chuyện biểu tình. TV không, hoàn toàn không đồng ý điều đó. Phải nói thẳng mình có quyền biểu tình theo cái điều 25 hiến pháp. Mình không cần ngần ngại. Mình ngần ngại nó trở thành một thói quen sợ hãi, giống như là mình nói tào lạ. Tàu Trung Quốc nó bắn hại ngư dân của mình nói tàu Trung Quốc bắn hại ngư dân của mình. Mình không được quyền nói tào lạ. Mình có sao mình nói thẳng như vậy. Và mình đấu tranh cho những cái gì lẽ đúng theo cái bản hiến pháp của mình. Nhưng mà không phải mình dũng dựa vào luật pháp của nó. Nhưng mà rõ ràng luật pháp của nó có rất là nhiều mâu thuẫn. Nó đứng trên bản hiến pháp là điều 4 hiến pháp mà TV nói hoài với các anh chị em điều đó. À, xin lỗi. Xin lỗi quý anh chị em. nói tự nhiên mình cũng hơi nó lạ lùng lắm. Đó là cái bản tính của TV26 như vậy rồi. Nó thói quen khó sửa gì mình muốn nói rất là nhẹ nhàng từ tốn. Mà rốt cuộc thì thưa chị thì Yến, khi mà nhảy tới TV256 cũng nói thật là khó chịu, đúng không? Tại vì mình thấy thôi nói nhiều được rồi, cho tôi nói mấy câu rồi chị nói tiếp đi. Cảm ơn chị, nói mấy câu rồi chấm dứt luôn rồi. Kính thưa ông thủ tướng, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phó thủ tướng Trương Hòa Bình, yêu cầu các ông phải làm đúng theo pháp luật và làm đúng theo hiến pháp. Và những cái gì đất và tài sản của người dân phải trả lại cho người dân, cho người dân chúng tôi sống ổn định. Còn nói đó là nói chung, còn nói riêng bản thân gia đình tôi, bây giờ gia đình tôi sống rất là khó khăn khổ sở, đi mướn nhà, mà thậm chí đó chủ tịch quận 2 còn áp bức, còn chốt sức tôi ra khỏi quận 2, tôi phải về quận 9. Mà bây giờ đó, hình như là ở quận 9 cũng có nhiều người đó, ở phường đó, lại muốn làm khó dân chúng tôi nữa. Thì yêu cầu ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông phải nói là những người dân quan mất đất mất nhà phải lo đời sống của người dân ổn định. Mà thậm chí con tôi đi mướn nhà cho tôi ở, mà địa phương, chính quyền còn muốn cho chúng tôi đi vô rừng ở, không cho muốn cho tôi ở đây để mà đòi tài sản hay sao. Thì yêu cầu các chị phải thu hồi đất công ty Trường Thịnh, trả toàn bộ cho dân chúng tôi cho được hợp tình hợp lý. Chứ kiểu này tôi chịu hết nổi. Con người kiên nhẫn là có mức. Thôi, tôi nói với mấy ông là tức nước phải dở bờ. Mà tôi già rồi, tôi liều rồi đó, tôi không còn gì để mất. Giờ chỉ còn cái mạng tôi thôi. Chỉ nào muốn lấy, đứng trước mặt tôi lấy mạng bà, tôi mới là phục. Đứng sau lưng bắn, tôi không đồng ý đâu.
các vị có nghe chị Yến nói rõ không à? Ông Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc có nghe chị Yến nói không? Các ông đó cứ lấy mạng của chị Yến đi, trước mặt chị Yến đi thì chị mới phục, đừng có chơi mà cũng mạng sau lưng, phải không? Chỉ còn có một cái mạng à, đó là những người mà can đảm nói lên cái lòng yêu nước của họ. Nhưng mà TV muốn chia sẻ một điểm này á, thưa chị Trương Thị Yến, thì chị nên coi lại cái bản hiến pháp, mà cái điều 12 là cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này, nó nói nó tuân thủ theo những điều luật của bản hiến chương Liên Hiệp Quốc, 12 hiến pháp đó chị, nó tuân thủ theo cái bản hiến chương Liên Hiệp Quốc, là trong đó có bản bản quốc tế nhân quyền đó, nó tôn trọng cái điều đó. Thì trong điều mà bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nó có điều 13, chị nên nhớ được 10 điều, điều 13, để mà chị có quyền đi lại và cư trú trên tất cả những vùng Còn lãnh thổ của mình, con lãnh thổ toàn Việt lãnh thổ của Nam là mình nước mà này không cần phải xin phép. đó. Hồi sáng tôi có nói đó, tôi là một người dân, tôi có quyền đi lại trên toàn lãnh thổ họ Mà không qua cần đi phải xin hộ nước này là khẩu, nước, không không cần có phải một xin người hộ nào khẩu. còn ngăn cản của tôi. Thì con nhỏ công an kia nó nói như vậy, tôi ở Hoa Kỳ thì về nước tự do cô sống riêng tôi không biết, nhưng mà nước Việt Nam phải sống theo cái sự cắt cổ của nước Việt Nam. Con nhỏ công an trả lời cho tôi câu nói đó, hồi sáng tôi có nói yên chú, tôi nói tôi có giấy tờ hợp pháp, nhưng mà khi tôi đã về bển rồi không có một chỉ đi ngang trạm á, vừa từ xuống sân bay ngang trạm nó đóng cái mặt tôi đi ngày nào tôi về ngày nào thôi, ngoài ra qua bển nó vô tư không cần hộ khẩu không cần gì hết. Tại sao nước người ta sống dễ dàng vậy, mình mà đặt kèm kẹp người dân khó khăn chi à? Phải Thì tuân theo nói luật chung pháp là tôi vô tôi ngồi đó tôi có mình à, nó tới đó. mấy chục thằng mấy chục con lận làm sao tôi làm lại. Thành ra tôi những lời nói tôi nói bữa nay là tôi không nói lên tiếng, là tôi biết sao rồi, Rồi. bà con đứng sao rồi. Thôi bây giờ tôi cũng nói mấy lời nữa thôi với với ba vị trung ương cao lớn nhất, đất của tôi là đất dân cư, đất ngoài ranh à, mà Lê Thanh Hải tất tình cam thu hồi đất của tôi giao cho công ty tư nhân phân lô bán nền. Bây giờ suốt 16 năm nay tôi đã đi đấu tranh, tôi đã đi đòi quyền lợi mà tụi nó còn vẫn còn đất trống cỏ mọc hoang. Cái ngày chủ nhật vừa rồi cách đây mấy ngày đó tôi đã đi diễn hành xanh quanh trong phần đất, tôi vừa dăng băng rôn tôi vừa đi diễn hành trong phần đất của tôi, thì tôi sẽ gửi cho các vị thấy rõ rồi đó. Thì phải thu hồi đất công ty Trường Thịnh trả lại cho dân chúng tôi, nếu không thu bà Trương này, Trương Thị Yến này muốn biết cái vị nào ông tướng ông kẻ nào cao lớn nhất trung ương và thành phố chống lưng cho công ty Trường Thịnh mà để cho phường Bình An, Hồ Hải Phong, chủ tịch phường Bình An và chủ tịch quận 2 Nguyễn Phú Hưng bao che bảo kê cho một cái công ty tư nhân sai trái 100%, không nghĩ đến người dân có nhà có đất hất ra đường sống làm sao như thế nào phải kệ, mà lại bảo kê cho một cái công ty tư nhân nó đã làm sai làm trái rồi. Tôi muốn hỏi lực pháp ở trung ương ở đâu mà không xử lý nghiêm. Các chị lên đài nói chuyện rất là hay, thao thao bất tuyệt, cái công ty Trường Thịnh nó sai 100%, sao không xử lý? Vị nào mà không thu hồi đất công ty Trường Thịnh thì đã trái pháp luật và những điều hiến pháp, mà phải hất dân chúng tôi phải sống lầm than khốn khổ suốt 16 năm. Thôi tôi cũng xin nói bao nhiêu thôi, cũng tôi cũng xin tất cả chào các anh em ở Hoa Kỳ và tất cả những người dân quan ba miền ở trong nước. Tôi là Trương Thị Yến, năm nay 66 tuổi, cũng đang khốn khổ ở ngoài Hà Nội đây, gia tài có 400 ngàn nè, mà đi để sống được vài ngày cái đi xe taxi hết 290 rồi, còn 140 không biết sống được mấy ngày đây.
khốn khổ quá. Đó, tôi xin chào kết thúc đó. Hy vọng rằng Ok. chị sẽ được quý nhân giúp đỡ nha. Dạ. Rồi cảm ơn chị Yến rất nhiều, và TV256 cũng Dạ. xin mến Dạ, xin chào chào. cái thứ 256. Dạ Dạ. TV chúng sinh mến chào quý anh chị em nha. Dạ. Dạ. Rồi xong cái phần phỏng vấn chị Trương Thị Yến, một cái dân oan của Trường Thịnh, Thủ Thiêm ấy. Trường Thịnh thì chị Yến thì TV256 biết được là chị có tường thuật lệ là cỡ khoảng là 50 người nha, 50 người từ từ ở Sài Gòn họ lên trên, họ đi Hà Nội và họ đã thực hiện một cuộc biểu tình hôm qua rồi và hôm nay nữa ở ngay nhà ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Thì TV cũng tường thuật thêm là có một cái nhóm cũng cỡ khoảng 30 người, họ cũng dân oan mà cũng ở phía miền Nam, ở mấy cái vùng cũng như là Bạc Liêu, Cần Thơ rồi nhiều lắm. Theo TV hiểu thì vậy. Thì họ cũng có lên trên đi Hà Nội mà có những người mà TV liên lạc thì TV biết được đó là họ đã đi Hà Nội là cách đây 16 năm rồi và họ vẫn còn sống ở trên đó. Họ còn vẫn còn sống ở Hà Nội và họ có những đứa con nhỏ. Những đứa con nhỏ là khi mà họ mới sanh mà họ đi như thế đó thì đứa bé ngày hôm nay cũng là 16 tuổi rồi. Và họ nói thật cho TV biết rằng là lẽ dĩ nhiên là TV không muốn nói tên tuổi nhưng mà họ đã bị công an gọi là dùng cái chữ là lột áo đó, xé áo đó, là trong cái khi biểu tình đó. Và TV nghĩ rằng là mà họ người dân oan này họ quá tức giận rồi, thành ra họ mới xuống đường và họ rất là liều mạng, họ chặn cả xe cộ luôn. Trong những clip chúng ta thấy đó, nếu mà quý anh chị em vào mà YouTube rồi rồi đánh chữ mà TV256 á thì quý anh chị em có thể coi được những cái clip đó. Thì họ chặn xe, họ biểu tình, bây giờ họ chặn xe, họ đẩy như họ 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 cần người dân hiểu đến họ, người dân hiểu đến họ, biết họ và có thể đồng hành với họ. Họ sẵn sàng lại là vi phạm luật giao thông, mà luật giao thông TV thấy vi phạm là cái chuyện rất là bình thường, nó đỡ hơn là vi phạm cả hiến pháp. Người công an khi mà bắt chị Trương Thị Yến và bắt các dân oan khác mà đưa lên xe đó giống như là một cục bắt cóc vậy đó, không theo luật pháp gì hết. Mà bắt người ta là trong khi người ta biểu tình ôn hòa là cái điều mà vi phạm luật pháp rất là trầm trọng mà quý anh chị em nên để ý đến. Chúng ta phải nói thẳng rằng là chúng ta có cái quyền biểu tình, cả thế giới người ta có cái quyền biểu tình, chúng ta không bao giờ ngại, đừng bao giờ ngại cái nói rằng là tôi đi biểu tình. Tôi đi biểu tình thì tứ cứ việc nói tôi đi biểu tình, không cần phải chuyển hướng tôi đi xuống đường. TV không đồng ý điều đó. Cứ biểu tình mình phải hợp thức hóa hai cái chữ biểu tình, chứ không phải là mình giao cái chữ hai cái biểu tình cho công an để nói mày biểu tình là tao có quyền bắt mày. Không, mày không có quyền bắt tao. Điều hiến pháp nó ghi rõ như vậy. Người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa có quyền biểu tình theo quy định của pháp luật. Mà theo quy định của pháp luật mà mấy chục năm rồi mày không tạo ra cái luật biểu tình thì mày phải có trách nhiệm, mày phải bảo vệ cái những sự biểu tình của người dân chứ không phải mày bắt người dân. Mình phải dạy cho tất cả những tên mà công an điều đó.
người dân phải dạy công an điều đó, mày bắt tao là mày đã vi phạm vào luật là điều 25 hiến pháp rồi. Mình phải đánh vào cái chữ đó và mình phải chiến thắng cái chữ đó, cái chữ biểu tình mình phải chiến thắng, mình phải có cái quyền khẳng định như vậy. Mình không cần phải né tránh là tôi phải xuống đường. Tôi không đồng ý điều đó. Tôi rất quý mến mấy anh em khác. Mình khác nhau tư tưởng đấu tranh. Tôi TV đồng ý hết. Nhưng mà TV cũng có cái tư tưởng của TV. Và TV muốn khẳng định cái quyền biểu tình. Thành ra lúc nào TV cũng lên tiếng là biểu tình. Nhất định là biểu tình. Không có cần phải dùng cái chữ xuống đường. Nhưng mà anh em có quyền dùng chữ xuống đường, TV cũng không có giáo đả động gì đâu. Nhưng mà theo ý của TV, mình nên gọi là hợp thức hóa cái chữ biểu tình. Đồng ý xuống đường biểu tình nó cũng gần giống nhau. Nhưng mà mình có quyền biểu tình tại vì nó đã được ghi trong hiến pháp. Hiến pháp Việt Cộng đồng ý là cũng như hiện tại. Cá nhân TV làm sao mà chấp nhận cái bản hiến pháp thô bỉ đó được. Nhưng mà TV vẫn dùng cái luật pháp để mà nói cho biết, nó biết là nó đã vi phạm luật pháp. Chứ TV không bao giờ chấp nhận cái bản hiến pháp mà có cái điều 4 mà thô bỉ như vậy. Điều 4 rất là thô bỉ. Điều 4 rất là căn bản là ngồi ở trên pháp luật. Không có ai có thể mà đặt cái bản hiến pháp mà bỏ cái tên của một cái tổ chức mình ở trong bản hiến pháp. Chưa bao giờ có bản hiến pháp nào bỏ cái tổ chức đảng phái của mình vào trong hiến pháp. Anh bỏ cái chữ là đảng cộng sản, gọi là lãnh đạo các đất nước, là các anh đã ngồi xổm trên luật pháp rồi. Ai cũng hiểu điều đó. Khi xưa thì các anh đổi tên là đảng lao động Việt Nam, rồi chẳng lẽ bây giờ mai mốt các anh đổi tên đảng tên lao động nữa rồi các anh lại sửa hiến pháp à? Khi mà các anh đổi tên đảng cộng sản thì các anh bắt buộc phải sửa hiến pháp sao? Chứng tỏ là cái điều 4 là cái điều mà không có công bằng. Khi mà mình tạo dựng nên luật pháp, tạo dựng nên lý hiến pháp, mình phải nghĩ đến cái công bằng cho tất cả mọi đảng phái, công bằng cho tất cả mọi người dân. Thì các bạn, bản hiến pháp nó mới có giá trị. Nó là luật pháp, đã nói luật pháp nó phải có công bằng, nó có cái bình đẳng. Chứ không phải tự nhiên mình nói là mình chỉ là cái đảng để mà lãnh đạo đất nước. Đảng Cộng sản lãnh đạo đất nước là một điều ngồi xổm trên luật pháp mà cần phải loại bỏ. Cái điều đó tuyệt nhiên cần phải loại bỏ. Thì tự nhiên đem cái chủ nghĩa Mác Lênin cũng ngồi trên bản hiến pháp nữa. Cái chủ nghĩa Mác Lênin là quái quái gì? Ngày nay trước đại hội 10 TV đâu có thấy cái hình mà Lênin với các Mác đâu, các anh bỏ hồi nào vậy? Các anh bỏ hồi nào để các anh có xin phép dân chưa? Các anh tự tôn sùng các Lê Minh, bắt người dân phải theo mấy chục năm trời như vậy. Lúc nào các anh họp đảng cũng là Mác Lênin, Bác Lênin nó ở trên đầu của anh đó. Nó trên đầu hết chứ. Cái ngày nay tự nhiên các anh quăng bỏ Mác Lênin sọt rác rồi. Không còn trên đầu nữa, các anh có xin phép dân chưa? Lúc xưa các anh cũng để trên đầu dân không xin phép. Ngày nay các anh cũng luyện bỏ Mác Lênin đi, các anh cũng không xin phép. Các anh làm những điều rất là thô bỉ. Giống như ông Nguyễn Phú Trọng làm những điều thô bỉ. 30 ngày sau xuất hiện không nói với dân một lời tiếng nào hết á. Trong khi Nguyễn Phú Trọng làm công bọc của người dân. Các anh ăn lương của người dân. Người dân trả tiền thuế để nuôi các anh. Là các anh là công bọc của người dân, người làm việc cho người dân, mà nhiều người nói rằng là đầy tớ của người dân. Các anh là đầy tớ của người dân. Người dân trả tiền cho các anh để các anh làm, mà các anh vắng mặt 30 ngày các anh không nói gì hết. Đó có phải là điều thô bỉ không? Các anh cũng phải cần phải tôn trọng cái người chủ nhân của đất nước này. Chủ nhân là toàn dân đây. Toàn dân đã lấy cái quyền quyết định là bằng cái lá phiếu của mình. Mà chính là các anh không cho các anh người dân bỏ phiếu thật sự. Các anh làm đủ thứ mọi trò trống. Một người có thể bỏ phiếu cho cả gia đình. Rồi
các anh không có người dân gọi là ứng cử vào những cái chức vụ quan trọng. Trong khi đó người dân chưa từng bỏ phiếu cho thủ tướng, chưa từng bỏ phiếu cho chủ tịch nước. Các anh toàn là những cái làm những cái điều là sai trái, không có công bằng, không có dân chủ và cũng không có dân minh. Nhưng mà lúc nào miệng mồm các anh cũng nói là công bằng, dân minh, dân chủ. Tất cả những điều đó là biệt dân, và người dân đã thấy rõ điều đó. Người dân đã thấy rõ tất cả cái bản chất của các anh. Ngày nay đó các anh chỉ có một điều, và một điều là các anh phải thay đổi. Nói thiệt, cá nhân TV 256 cũng chẳng có, tại vì mình quá tuyệt vọng, mình không có cái sức mạnh, thành ra mình không có thể nào mà lật đổ các anh được. Mà mình nói thiệt là mình không có mong có sự lật đổ. Mình muốn một sự chuyển biến hòa bình, là các anh thay đổi, giải thể cái Đảng Cộng sản. Mình chỉ cần như vậy thôi, giải thể cái Đảng Cộng sản, tại vì nó quá độc ác với toàn dân trong suốt mấy chục năm qua. Nó quá độc ác với toàn dân luôn. Nó là một cái triều đại tội ác nhất lịch sử Việt Nam. Nó làm khổ hàng triệu người phải bỏ nước ra đi. Đó là một cái tội ác kinh hoàng luôn. Nó giam hàng triệu người trong tại học tập cải tạo. Nó làm giết mấy trăm ngàn người trong trại học tập cải tạo. Rồi ngay cả Hồ Chí Minh, rồi là xua quân, rồi là cưỡng chiếm miền Nam, để mà tạo nên một cái chiến tranh Nam Bắc với trên 3 triệu người đã chết như vậy. Là cái tội ác nó kinh hoàng. Chưa nói đến tội ác mà cải cách ruộng đất, hàng mấy trăm ngàn người đã chết. Và Hồ Chí Minh chủ trương Việt, giết Việt. Tại vì chính là nó không phải là người Việt. Nó không phải là người Việt. Hồ Chí Minh là một tên giặc Tàu. Giặc Tàu tên là Hồ Quang, thiếu tá Hồ Quang, trong Bát Lộ Quân của Trung Quốc. Lịch sử đã rành như vậy. Các anh đừng có chối cãi gì hết. Và không phải là người ta chỉ có bằng chứng cái hình ảnh đó không, mà người ta bằng chứng là nó là một người Tàu. Biết bao nhiêu bằng chứng nó là một người Tàu. Bởi vì nó mới chủ trương Việt, giết Việt. Bởi vì mình mới thấy là người ta, mấy thằng Việt Cộng nó mới thấy lựu đạn trong Lạp Phát. Nó mới đập mềm, nó đắp mô. Rồi nó mới pháo kích vào Sài Gòn, nó pháo kích vào thành phố. Nó pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy. Nó toàn là hành xử tôi gọi là Việt, giết Việt không. Bởi vì nó gây nên cái hận thù triền miên như vậy. Chứ thật thật người quốc gia, người mà Việt Nam mà thuần tí đó, không bao giờ có những cái chủ trương mà hận thù như vậy. Mình nhìn nước Mỹ cũng vậy thôi. Nó là con người nó có nhân tính, nó có đạo đức. Nó là con người, nó nhân tính, nó đạo đức. Nhưng mà khi mà nó trở thành một tên cộng sản rồi thì nó là cùng tính vô cùng luôn. Tại vì một người mà cộng sản nó chẳng khác gì con thú thôi. Tại sao nó con thú? Tại vì nó bị ngờ nhồi sọ mỗi ngày rồi. Nó nhồi sọ trở thành một con thú. Thành ra nó không còn cái tính nhân bản nữa. Con người ta có tính nhân bản. Thí dụ mà Việt Nam Cộng Hòa mà có chiến thắng mà cộng sản đi, Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ hành xử ác độc như vậy đâu. Hành xử giống như là cái cuộc nội chiến Mỹ thôi. Mình còn phải giúp đỡ những người anh em của mình. Không phải là mình chiến thắng rồi mình đầy đọa người ta, mình bắt người ta vô trong tù học tập cải tạo, rồi mình cướp nhà cửa người ta, rồi mình đuổi con cái người ta đi dùng kinh tế mới, gia đình người ta đi dùng kinh tế mới, để người ta sống con nổi, để mà cả trên 2 triệu người phải vượt biên vượt biển. Đó là một tội ác kinh hoàng của lịch sử không? Mà ngày nay, năm này qua tháng nọ, tuổi trẻ lớn lên hoàn toàn không biết gì lịch sử. Để mà ngày nay vẫn có một số tuổi trẻ ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ hoàn toàn họ không biết về lịch sử quá khứ của cha ông mình như thế nào. Và họ xem cái lá cờ của Tinh Phúc Kiến,
cái lá cờ đó là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, và họ sẵn sàng họ chấp nhận cái lá cờ tỉnh Phúc Kiến như vậy. Họ chỉ họ không biết ai là vẽ ra nữa, họ không biết Hồ Chí Minh lấy cái lá cờ đó làm cờ nước, họ không biết những điều nhục nhã như vậy. Thành ra họ bị đầu độc, họ bị nhồi sọ từ những cái loa phường, những cái báo chí, rồi những cái cơ quan truyền thông như truyền hình, phát thanh, ra rã là suốt 5 tháng, là từ mới lọt lòng ra 3-4 tuổi là đã nhồi sọ hình ảnh Hồ Chí Minh rồi, tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có già hồ đó. Họ đầu độc con nhỏ như vậy, thử hỏi làm sao mà đứa bé không không phải trở thành nạn nhân của cộng sản được. Tất cả những chúng ta là nạn nhân của cộng sản hết. Bởi vì mai mốt sau này đó, TV256 mong rằng đất nước ta cho có một cái đạo luật rồi là chống kỳ thị. Chúng ta chống kỳ thị Nam Bắc, chúng ta chống kỳ thị gọi là giữa quốc gia cộng sản. Chúng ta cần phải có những cái việc mà tha thứ với nhau. Người cộng sản cũng là người Việt Nam, bất cứ người Việt Nam cũng trở thành một cái viên gạch để xây dựng nên cái tòa nhà Việt Nam. Chúng ta không mất một viên gạch nào hết. Chúng ta không bao giờ muốn mất một viên gạch nào hết. Không phải là họ cộng sản là chúng ta tiêu diệt họ, nhưng mà chúng ta muốn họ phải từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta đòi hỏi họ phải giải tán cái đảng cộng sản và họ cứ tiếp tục cầm quyền đi. TV không có muốn cái cuộc mà đổ vỡ. Nó thẳng ra là như vậy. Chúng ta TV256 muốn có cái sự hòa bình, cái sự thay đổi, chuyển đổi tốt đẹp, mà chuyển đổi một cách dứt khoát, chứ không phải chuyển đổi cái kiểu mà lấp liếm, giống như là tạo ra phe phái rồi đánh nhau rồi đại khái như vậy. Chúng ta TV không muốn là chuyển đổi, mà phải trước mặt toàn dân, trước mặt toàn dân giải tán cái đảng cộng sản Việt Nam. Một cái người mà tổng bí thư giống như tổng bí thư Gorbachev ký cái văn bản giải tán đảng cộng sản Việt Nam, TV đòi hỏi như đó thôi. Giống như Nguyễn Phú Trọng, mình thương cái đất nước này. Nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng mà ông biết mà ông thương cái đất nước này, ông ký cái giải tán đảng cộng sản Việt Nam, hiểu không? TV các không cần các anh phải xuống chức, các anh chỉ cần giải tán đảng cộng sản Việt Nam thôi, nước Liên Xô cũng vẫn còn đó mà, hiểu không? Đâu có ai phải mất chức gì đâu, phải không? Chỉ ký cái giải tán cái đảng cộng sản Việt Nam thôi, rồi thay đổi cái nguồn máy, thay đổi lại thôi. Tại vì người dân quá dễ hiểu đi. Tại sao người dân tiếp tục tham gia đấu tranh hoài mà trường kỳ kháng chiến trong suốt 47 năm như vậy? Cái lý do nào mà người dân tham gia như vậy? Ngay cả cá nhân TV56 và cá nhân của hàng triệu người khác, có thể là họ bận công việc, họ không có thời giờ nhiều để mà tham gia vào cuộc đấu tranh. Nhưng mà không bao giờ họ chấp nhận cái chế độ cộng sản đâu, thưa quý anh chị em. Tại vì họ biết quá rõ, khi họ đi ra hải ngoại, họ biết quá rõ luôn. Họ biết rằng là tự do, dân chủ, nhân quyền mang lại cơm no áo ấm, nó làm cho cái quốc gia nó khác phát triển. Tại vì dân chủ nó làm cho phát triển. Cái người cầm quyền sẽ thấy được cái sự chỉ trích của người dân, và nhờ cái sự chỉ trích của người dân, nhà cầm quyền cải tiến để mà tiến bộ, để mà làm cho phát triển cái đất nước. Đơn giản như vậy thôi. Tất cả những cái vấn đề mà chúng ta thấy, tưởng đâu rằng là khi mà người ta chỉ trích với mình đã là điều sai trái, nó không phải. Những cái gì TV chỉ trích quý vị, nhờ đó mà quý vị phát triển thêm, biết cái lỗi lầm của mình mà để mà sửa đổi, thì là quý vị phải cảm ơn TV256 không hết. Và những việc TV256 đề nghị sai, cái gì thấy sai thì bỏ, cái gì người ta đề nghị đúng thì mình sửa đổi. Đâu có cái gì đâu mà phải bắt người ta vô tù chỉ vì một tiếng nói. Chỉ vì một tiếng nói đấu tranh,
Của chị Trương Thị Yến bắt chị vô trong tù mấy giờ đồng hồ cũng là một cái tội ác. Đối với TV256 các anh cũng đang làm tội ác. Các anh bắt người ta thảy lên xe bus, đó là tội ác. Cái tội ác đó có thể nói là bắt cóc cũng được nữa. Tại vì các anh cưỡng 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 ép người ta mà. Các anh cưỡng ép người ta lên xe bus mà. Thì đó là tội ác rồi. Mà tội ác nó lại vi phạm giờ vào vào luật hiến pháp nữa. Nó vi phạm điều luật 25 hiến pháp, nó rất là trầm trọng. Đối với TV256 rất là trầm trọng. Đó là lý do TV256 phải phổ biến tất cả những cái clip mà các chị em đấu tranh đó, biểu tình xuống đường, là TV rất là thích những cái clip đó. Tại vì trong cái chế độ đó, chính chị Yến cũng đã từng nói, tại vì người ta sợ. Người ta sợ quá, người ta không dám xuống đường. Người ta sợ nó sử dụng mọi thủ đoạn mà nó có cái nhân lực quá đông. Như TV thử thử hỏi coi, ngoài 5 triệu đảng viên nó còn có thêm những cái tay chân gia đình đồ này nọ dòng họ nó nữa, cho nó lên một chục triệu đi, thì chúng ta thử hỏi coi mình nó có chín chục triệu à, mà một mà bây giờ nó 9 triệu rồi, coi như là nó một người, nó 10 người, nó một người mà nó điều khiển 10 người đó, nó một người mà nó điều khiển tới 10 người đó, một người đảng viên nó điều khiển 10, nó cai trị 10 người dân đó. Thử hỏi một cái ngân sách nó tốn kém cả mấy triệu người như vậy, hoặc là cho 5 triệu người đi, thì 5 triệu người đi, thì múc nó một một người mà nó cai trị 40 người đó. Có một cái quốc gia nào như vậy không, thưa quý anh chị em? Nó quá nhân sự đông đảo để mà mất tiền của người dân, mất tiền thuế của người dân. Ở ở xứ cả nước Mỹ này thì TV nghĩ là một cảnh sát có thể điều khiển cả 5.000 dân, một điều cảnh sát có thể là quản trị cả cả 5.000 dân, chứ không phải nó một người dân. Thành ra nó đủ tiền để mà nó bóc lột người dân, để mà nó trả lương cho những cái thành phần gọi là 20 người để mà canh nhà của một người đấu tranh như vậy. Cái đất nước là nó đau khổ gì, nhưng mà mấy người đó đâu có biết rằng là khi mà đất nước chúng ta sống mà có tự do dân chủ thì mọi người dân đều giàu có, mọi người dân đều giàu có và sẽ giàu có rất là nhanh. Tại vì đó, người Việt có thể vận động tất cả những hội đoàn đoàn thể của các quốc gia bạn để mà hỗ trợ cho một Việt Nam tự do. Mà nếu mà đất nước chúng ta có tự do dân chủ thì chẳng mấy chốc là Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Nói thật vậy đó. Tại vì Việt Nam có đủ điều kiện. Đủ điều kiện là nhờ tất cả những tinh hoa tinh túy của khắp thế giới. Quý anh xin tưởng tượng coi, mấy trăm quốc gia trên thế giới, những cái quốc gia của họ nó có những cái điều mà tốt đẹp nhất thì mình học được. Người Việt Nam học được thì về giúp nước thôi. Giúp nước thì tự nhiên là cái đất nước mình nó tốt đẹp hơn thôi. Tại vì mình mang tất cả những cái gì mà hay đẹp của cả thế giới mình học được thì mình đem về mình giúp nước, thì bảo đảm cái nước đất nước mình làm sao mà nghèo được. Nỗi mà tiền bạc mình đổ về Việt Nam không là cũng đủ giúp cái đất nước mình rồi. Đừng có sợ chúng ta nghèo, đúng không? Chúng ta phải trải qua những cái đoạn đường đó đi, là cái đoạn đường gọi là giải tán Đảng Cộng sản đi, thì đất nước ta tốt đẹp thôi, đúng không? Còn các anh mà nếu mà các anh ngoan cố thì bảo đảm có cái sự lật đổ, bảo đảm có cái sự lật đổ, và từ đó nó đổ máu là cũng là một cái chuyện bình thường thôi. Tại vì các anh ác quá và các anh không chịu ôn hòa, nó giống như tên Maduro thôi. Còn tên Maduro ở xứ Venezuela cũng vậy thôi, nó không khác gì hết. Đến lúc
đến lúc nó đổ máu thì nó rất là kinh hoàng, mà cái đấy điều đó là không không ai muốn, nhưng mà chẳng đặng đừng thì nó cũng phải đến thôi, người dân chịu không nổi rồi, hiểu không? Đến đến cái giờ giờ khắc mà sụp đổ của Maduro thì cũng là vì cái giờ mà cảnh cáo cái thằng chế độ cộng sản này, cảnh cáo những tên đảng viên đảng cộng sản hãy thấy mà quay lại với dân đi, đừng có chần chờ nữa, hiểu không? Đừng có làm khổ đất nước thêm nữa. Và tại hãy tìm hiểu và học hỏi, đúng không? Học hỏi để mình biết rằng là mình bị nhồi sọ, mình bị nhồi sọ, đừng có đóng kín cái đầu mình nữa. Mình phải là học nhiều, đọc nhiều trên internet rồi để mình mới hiểu được cái sự thật nó nằm ở đâu. Bởi vì nhiều khi đó mình thấy mình không thể nào mà mình biện luận nổi với những người mà có cái đầu óc mà một chiều như vậy. Mình không thể nào mà biện luận nổi cái người máy robot. Người máy robot họ chỉ hiểu cái lập trình mà người ta đã viết sẵn ra cho họ thôi. Đúng không? Nhưng chưa có cái loại mà người máy robot mà thông minh đâu. Thành chữ như con người được đâu. Thì vì tin tưởng là chưa có, nhưng mà nếu mà thời đại mấy chục năm nữa thì mới quả mai có thôi. Khoa học càng ngày càng tiến bộ mà. Nhưng mà quả thật những người cộng sản họ bị đầu độc quá lâu rồi, ăn sâu vào tâm não của họ rồi, thành ra họ không biết, không hiểu về cái thế giới bên ngoài. Chứ người ta biết về thế giới bên ngoài đó là người ta thấy nó tự động đưa đưa con người tới đấu tranh nè. Mình không muốn đấu tranh mình cũng thành đấu tranh nữa, tại vì mình thấy tại sao người ta sung sướng quá, đúng không? Người ta sống sung sướng mà tự do dân chủ mà người dân giàu có như vậy, tự nhiên mình về Việt Nam của mình thấy trời ơi đất nước nhìn kỳ vậy, đất nước như mình mà vô cùng kỳ như vậy, thành ra mình phải thay đổi, là mình phải về đây, là mình cảm thấy mình phải có trách nhiệm đối với quê hương đất nước của mình phải đấu tranh. Đó. Nói thiệt TV 256 TV cũng đã từng về Việt Nam rồi chứ không phải là không có. Nếu mà họ biết như bác nói thì không có ngày hôm nay gian khổ như vậy đâu. Đúng rồi, cảm ơn bạn tuổi đảng nha. TV cũng đã từng về Việt Nam, và cái điều bất nhẫn mà TV thấy đó là TV cái lợi cái mũi nai nha. TV nhớ là mũi nai ở ở vùng An Giang rồi đó. Ở vùng An Giang đó thì mũi nai thì đúng rồi, ở vùng An Giang chắc nó có cái hòn Vọng Phu đó, cái hòn Phụ Tử chứ, hòn Phụ Tử mà sau này bị sụp đổ đó, không biết quý anh chị em nhớ cái hòn Phụ Tử đó, thì ở ngay cái chỗ mũi nai đó, đó mình thấy bất nhẫn là mình khi mà mình đi xuống biển đó, đi hai bên bờ biển đó, thì hai bên là hai cái đống rác khổng lồ luôn, hai cái đống rác nó khổng lồ luôn, không thể tưởng tượng được đó. Rồi tới hồi mình xuống bãi biển đó thì tới hồi có đứa cháu mình nó đạp đạp cái miệng chai đó, lúc đó mình mới căm hận, và mình đã thấy cái bãi rác mình đã căm hận rồi, nhưng mà rồi mình đạp miệng chai nữa, rồi mình nói trời đất ơi cái chuyện này đó, nói thiệt đó, nó chỉ cần mướn có một người thôi, chính phủ chỉ cần mướn một người đi dọn rác hết thôi là đủ rồi, là cái làm cái bãi biển nó đẹp rồi, là du khách nó đến rồi, mình chuyển cái rác đi chỗ khác, chứ đâu phải nó chuyện nó quá dễ dàng, nó đơn giản. Một tháng đó mình mướn có 50 đồng bạc thôi là người ta dành nhau làm rồi, là mình làm cái bãi biển sạch đẹp, chứ không phải là để trời mưa rồi cái trời mưa rồi cái nó đổ rác xuống nó dưới xuống biển cho người ta tắm rồi đã không. Mình nói cái đất nước gì mà nó ngu tàn bạo như vậy, lúc nào nó cũng kiếm cái tiền nó bỏ vô trong túi không à, mấy cái ông quan tham nó, tại vì nó không có kiến thức rồi làm sao mà nó cai trị đất nước được, nó cai trị bằng cái nó cái hồng là nó theo càng sẵn nhiều càng càng tốt, và nó cứ theo y lệnh như vậy đó, từ trên xuống dưới y lệnh như vậy, rồi thấy nó leo lên nó làm thủ tướng,
nó leo lên nó làm chủ tịch nước, hoặc là leo lên giống như Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng là một tên chả biết gì hết ấy, về cái kiến thức rất là thô bỉ, rất là non nớt. Cái kiến thức của ông ta hoàn toàn không có kiến thức gì hết đấy, mà làm chủ tịch nước rồi rồi tổng bí thư, nói tổng bí thư mà nó nói chuyện giống đứa đứa con nít còn hơn nữa. Tổng bí thư mà nói là chống tham nhũng giống như ta đánh ta, hiểu không? Đang chống tham nhũng sợ vỡ bình, nói chuyện mà rất là vô lý. Đến gần hết thế kỷ này cũng chưa chắc là tiến lên xã hội chủ nghĩa nữa. Nó nói những câu như vậy và nó nói được, mà nó rồi nó nói cái vấn đề mà đạo đức đa đảng là giống như là mất đạo đức vậy, suy thoái đạo đức. Trời ơi, người ta đòi hỏi đa đảng, đa nguyên, tự do, dân chủ, nó nói nó suy thoái đạo đức. Mở miệng nó nói vậy, thử hỏi làm sao mà nó có thể đi thì lãnh đạo cái đất nước này, cầm quyền cái đất nước này được. Những cái tên đó là những cái tên tội ác, những cái tên mà tội đồ dân tộc là rất là đúng đó. Đó. Làm sao mình chấp nhận như vậy được? Đó. Thành ra nó nhất quyết để nó bám quyền lực. Nó bám quyền lực để nó nhất quyết nó không thay đổi chứ sự thật. Nó biết chứ không phải nó không biết. Nó biết ở quốc gia khác người ta giàu có lắm. Nó biết đời sống ở bên Mỹ như thế nào. Tại vì ít ra TV cũng biết rằng là có hàng trăm ngàn người, hàng triệu người, người ta đã về nước và người ta đã nói, người ta đã biết tại sao người ta ra đi với bàn tay trắng mà người ta về nước sau này có biết bao nhiêu tiền bạc ở trong tay. Thì nó hiểu chứ không phải là không hiểu. Do cái tự do dân chủ mà người ta phát triển thôi, chứ có gì đâu, bình thường thôi mà, đâu phải là tài cán gì đâu. Mỗi người Việt Nam cũng giống nhau bình thường thôi, cũng có trí óc, cũng có thông minh, cũng như vậy thôi. Nhưng mà trí óc anh nó bị người ta ngồi nhồi nhét, đúng không? Nó nhồi nhét, nó trở thành một con thú, nó trở thành một con thú, thành ra chịu không nổi là gì. Biết bao nhiêu người mà đã lời live stream để lên tiếng rồi chứ không phải riêng gì cá nhân TV256. Nhưng mà bây giờ thì TV256 đã về hưu rồi, thì TV nghĩ rằng là ráng mình thường xuyên lên nói chuyện với quý anh chị em nha. Đó, TV cũng mong được như vậy. Và sẽ nhưng mà rồi rốt cuộc rồi cũng bận rộn à. Rồi cũng lại không là không được, không lên được. Nhiều lần muốn lên mà rốt cuộc là không lên được, rồi phải có dịp này dịp nọ. Quý anh chị em còn thắc mắc gì nữa không thưa quý anh chị em? Hiện tại thì TV thấy thì chỉ có mười mấy người đây thôi. Thì nếu không thì TV xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay nha. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Cảm ơn chị Trương Thị Yến nha. Rồi thì kính chào.